Chào mọi người, mình là Trung bên kênh Cần Câu Nhật Bản nha mọi người. Đây, hôm nay tiếp tục với Cần Câu nhé. Đầu tiên sẽ là cây cần này. Đấy. Cây cần này thì cho mọi người xem cái chiều dài của nó trước. Nó dài 6 mét này. Thu vào là 1 mét, đột là 1,6 ly, cân nặng là 400 gram. Cái này bass FK FX6 nha. Đây, cây cần này thì kiểu ISO nha mọi người. Đây, cần kiểu ISO. Đây nha mọi người. Đầu bu, nó mắc đầu bu rồi. Đấy, cần này thì mình bán cho mọi người về lấy phôi với lại lấy bass thôi nhé. Còn là khoan thì về mọi người tự thay nhé mọi người. Mình coi như hư hết khoan rồi nhé. Đấy. Đọt mà. Đấy. Đọt tháp nha mọi người. Một lóng, hai lóng này, ba, bốn, năm, sáu, bảy lóng. Bảy lóng nha mọi người, bảy lóng tất cả. Đấy, mình bán cho mọi người lấy cái phôi cần về mọi người tự thay khoan hết nhé. Đấy, bát đây. Cần này về á, mọi người một nguyên bản của nó là cần ISO nha mọi người. Mọi người về làm cần ISO hoặc là về làm cần tay hoặc là cần tay máy phụ cũng được. Đấy, mình thì mình biết ba thể loại đấy. Còn mọi người biết thêm thể loại nào nữa thì chế vào nhá. Đây là cái số 1. Số 1 90.000. Số 1 90.000 nha mọi người. Số 2. Đây, số 2 là một cây cần 3 khúc. Cây cần 3 khúc nha mọi người. 3 khúc thì cây cần này hiện tại á các khoang trung gian đều còn ok. Bát vặn kim loại đây này. Cần này là của hãng nào ta? Tem khá là tróc rồi, không thấy nữa. Đây, thì cây cần này á, đây, mọi người thấy không? Nhìn trên này này, mình để cho mọi người xem. Đây, nó bị gãy khoảng cỡ 4-5 phân đầu bu nhé, 4-5 phân đầu bu. Về mọi người chỉ cần thay một cái đầu bu vào đây là thành một cây cần hoàn thiện nhé. Nhưng mà cây cần này mình vẫn bán với cái giá là coi như là hư khoan hết cho mọi người lấy phôi và bát này thôi. Đấy, cho mọi người lấy phôi, coi như là hư khoan hết nha mọi người. Đấy. Cái cần này dài 2m6 này. Đúng ra của nó là nguyên bản nó 2m7, nhưng mà giờ nó còn khoảng 2m65 á, nhưng mà mình ghi luôn 2m6 thôi. Thu vào là 95cm, đột là 0.3, đột là 3 ly, cân nặng là 280g nhé. Cái số 2. Số 2. 101. Số 2 101 nha mọi người. Số 3 là một cây sub Neutrik Star 2m7. Đấy, bass Fuji FX6. Cây cần này của hãng Kington thì mọi người biết rồi. Đây, khoan, dàn khoan này mình coi hư hết, coi như là hư hết. Về mọi người đây này, có cái vẫn còn này, cái này còn này, cái này còn này, cái này cũng còn luôn này. Chỉ có một cái khoan này hư thôi, nhưng mà mình coi như là bốn cái khoan này đều hư hết. Về mọi người thay khoan gì đó, hay là thêm khoan, thay cái khoan này, hoặc là thay hết cả bốn cái này cho nó đồng bộ thì thay tùy mọi người nhé. Đây, đầu bu nhé, đầu bu Fuji còn ok nhé. Đấy, bát Fuji, đầu bu cũng Fuji. Đấy, đọt 2m7 nha mọi người. Một lóng này, hai lóng này, ba lóng này. Ok. Đấy, cần này số 3. Số 3 80.000. Số 3 80.000 nha mọi người. Số 4 tiếp tục một cây cần sub 36. 36 này thì bạc bãi cũng được nha. 36 và bạc bãi cũng được. Bass Fuji FX7 này, Fuji FX7 này. Đấy. Như mình đã nói, dàn khoan này mình coi như là hư hết nhé.
còn được cái gì thì còn coi như là hư hết. Đây ví dụ như cái này còn này, nhưng mà mình coi như là hư hết năm cái khoang này, còn Dobu Fuji với lại cái bát Fuji nhá, và cái phâu cần này thôi. Đấy, về mọi người tự xử về cái khoang nhá, ưng thêm hay sửa gì đó tùy mọi người. Đấy, một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng nha mọi người, bốn lóng. Cần dài 3m6, thu vào là 98cm, đọt là 3,2 ly, cân nặng là 320g. Cái này cây số máy rồi ta, số 4, 90.000, số 4, 90.000 nha mọi người. Số 5 tiếp tục cây 36 rồi nè, Olympic nha, 36 Olympic nha mọi người. Đấy, cây này cũng cây súp bạc bãi rồi cũng được. Đấy, Fuji FX7 nha, hoặc là về mọi người làm ISO khoang lớn cũng được nha mọi người, ISO khoang lớn. Đấy, coi như dàn khoang này hư hết nha, chỉ bán đầu bu bát với lại cái phô cần này thôi. Ok, đọc đây, một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng nha mọi người, bốn lóng. Đấy, mình vẫn quay cho mọi người đây, một hai cái này, ba cái khoang này còn là chỉ có cái này hư, nhưng mà mình coi như là hư hết bốn cái khoang này nhá. Đấy, cần Olympic 36 Fuji, bát Fuji FX7 này. Đấy, nó dài 3m6, thu vào là 1m02, đột là 3,1 ly, cân nặng là 320g. Cái này cái số 5. Đây, số 5 101 nha mọi người. Số 5 101. Số 6. Đây. Số 6 tiếp tục cây Kinten New Trickstar 27. Đấy. Cũng như những cây lúc nãy thôi, coi như dàn khoang này hư hết rồi. Còn đầu bu, bát và phô cần. Đấy. Ok. Một lóng, hai lóng, ba lóng nha mọi người, ba lóng. Đấy, Fuji FX6, cần này dài 2m7, thu vào 1m, đọt 2,6 ly, cân nặng 180g nha mọi người, cân nặng 180g. Cây này cây số 6, số 6, 80.000. Và mình cũng nói luôn mọi người nha, mọi người cũng thông cảm cho mình là nói thực ra nếu mà một cây cần á, mà mọi người nó có ghi ở đây này, ví dụ như độ cứng 50, 30, 80, 100, 110 hay gì đó thì mình sẽ đọc cho mọi người, còn mình không có biết án độ cứng cho mọi người, nên cái thao tác mà mình uống cái đọt như thế này nè, đấy uống cái đọt như thế này á, là mình sẽ uống tới cái độ mà mình cảm giác như là nó đã hết cỡ cho mọi người. Đây mình cảm giác như mà uống thêm nữa thì nó có thể là bị gãy hay là bị nứt gì đó. Đấy, mình uống như thế này, đây như thế này thôi là mình đã thấy nó cảm giác nó năng rồi, mình không dám uống thêm. Đấy là mình uống như thế này cho mọi người xem, để mọi người biết được, mọi người án cái độ cứng của nó nha mọi người. Đấy, còn lại mình không dám khẳng định là ví dụ như cái như thế này là độ cứng bao nhiêu, thì nó thực ra mình không biết là độ cứng bao nhiêu này, mình chịu. Đây là những anh em á, mà cảm thấy mà mua được á thì chốt hàng giúp mình nhé. Còn nếu như mà so đo về độ cứng thì nói thật là cũng đừng nên mua, tại vì á tới nơi mà mình bán cây cần đã rẻ như thế này rồi, mà tới nơi mà mọi người mà không nhận hàng á, mọi người chỉ mình gặp rất nhiều anh em rồi là đến nơi nhận hàng bảo độ cứng này không vừa ý anh. Đấy, không vừa ý anh. Anh mình nói á, thì với giọng điệu nó còn hơi nhỏ nhẹ, nhưng mà khách nói á, thì khách đó người ta nói với mình đó, cái giọng điệu cái dạng giống như mình lừa đảo ấy, giống kiểu mình bán cho họ cái cần không đúng ấy. Và mình cũng xin thưa luôn là không phải mình bán cái cần không đúng, mà là do người ta không có biết cái không, người ta không chịu coi kỹ. Đấy, người ta không chịu coi kỹ nên người ta không có biết cái cách bán hàng của mình. Đấy, còn nói thật ra mà giờ mà cứ bảo phán độ cứng á, thì nói thật mình nói nhá, mình đã từng gặp những cây cần mà độ cứng 30 và cái cần khác cũng độ cứng 30 luôn,
Nhưng mà không hiểu vì sao mình uống là mình vẫn thấy cái độ cong và độ năng nó khác nhau rõ ràng. Và mình cũng không biết là phân biệt được cái độ cứng này nó như thế nào. Đấy, mình nói thật với mọi người luôn. Còn nói xin lỗi mấy ông livestream trên mạng mà cứ nói sẵn 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 không ghi độ cứng mà nói sẵn sẵn độ cứng bao nhiêu á. Thì mình xin thưa là mấy anh nói 10 phần là hết, theo mình thấy là hết 8 phần là tào lao rồi. Tại vì đơn giản thôi, mình uống như thế này, giờ ông nào bảo cho mình như thế này là độ cứng bao nhiêu. Đấy. Đấy ngày mình bán rất là nhiều, cần qua tay mình thì mình bán. Mình nói thật với mọi người, cái số lượng hàng mà mình nhập hàng cần về mình bán là tính phải bị tiền tỷ đồng. Mà đến bây giờ mình cũng không án được là độ cứng nó như thế nào, trong khi mà mình cũng đã thử rồi. Tại vì mình đã thử rồi, mình cầm 2, 3, 4 cây cần. 4 cây cần nha, 4 cây cần độ cứng cùng 30 nha. 4 cây cần độ cứng cùng 30. Nhưng mà mình uống một phát là mình thấy này, ví dụ như một cây cần thứ nhất uống độ cứng 30 xuống như thế này. Xuống như thế này nhá. Cây cần khác uống độ cứng 30 nó xuống như thế này. Còn có cây cần khác nữa uống cây cần 30 độ cứng như thế này thôi. Đấy. Rồi lại thêm một cây cần nữa uống độ cứng 30 nó cầm xuống vút xuống như thế này. Thì mình xin thưa là không hiểu là cái độ cứng đó so với mọi người là như thế nào. Đây là mình cũng trong cái video này cũng nói thẳng với mọi người đó luôn. Anh nào đây, mình uống như thế này cho mọi người thấy. Đấy, anh nào mua mà quan tâm về độ cứng hay gì thì thái như thế này, mình uống như thế này đây. Và mình cũng cho mọi người biết luôn là viên gạch nhà mình là viên gạch 40. Viên gạch nhà mình là viên gạch 40. Thì mình uống như thế này là mọi người sẽ thái được cái đây. Thái được cái tầm của cái độ uống của cái cần này. Đấy, như thế này nhá. Đấy, để cho mọi người dễ hiểu. Đấy, là mọi người ở nhà mọi người cầm cái cần mọi người thử, mọi người biết. Đấy, chứ còn mà đến nơi mà mấy anh bảo ơ cái này không đủ độ cứng thì ôi nó thật là mình chịu. Và ví dụ như cái cần này, cái cần này mình bán cho mọi người có 80.000 thôi. Nhưng mà xin thưa đến nơi mọi người hoàn về á, xin thưa là mình gửi một đơn hàng. Đấy, một cái cần như thế này, một đơn hàng của mình thì bên mình á, gói hàng thì mọi người biết rồi. Hàng thì luôn luôn là mình chỉ một mình đặt ống là về làm xe ống đó, nó về kích cỡ ống là mình chỉ chọn ống cỡ 60 thôi, để lằn nhằn. Đấy, tất cả cần mình đều gắn vào ống 60. Ví dụ như một đơn hàng từ 200.000 trở lên thì nó nằm tầm cỡ 3 cây cần này thì mình cũng nhát vào cái ống 60. Ví dụ như mà nó không vừa thì mình cũng phải tách ra làm hai cái ống 60. Đấy. Là mình nhát mình gửi cho mọi người mà đến nơi mọi người không nhận. Thì nói thật ra là đây, mình bán giá như thế này thì mọi người biết rồi, hôm nay giá mình bán đã là giá xả rồi. Là giá lỗ rồi. Mà đến nơi rồi mọi người không nhận, mọi người trả hàng về thì mọi người nghĩ sao? Đấy, rất là thiệt thòi cho bên mình nhá. Rất là thiệt thòi cho bên mình. Đây mình nói cũng để cho mấy anh em thông cảm. Chứ đừng có nghĩ là bán cây cần gửi đến nơi rồi bảo như thế nào là lừa đảo hay như thế nào. Tại vì mình cũng đặt một câu hỏi anh, em gửi hàng cho anh là có đúng cây cần của anh xem trên video không? Kêu đúng. Đúng cây cần trên video. Nhưng mà độ cứng nó không phải, nó mềm quá em ơi. Thì xin thưa là chỉ có là cây cần nào nó ghi thẳng trên này này, ví dụ như 30, 2m7 thì em đọc là độ cứng 30, dài 2m7 thôi. Còn lại là em cũng chịu à. Đấy, còn cái quy định của nhà sản xuất là độ cứng 30 nó như thế nào thì em cũng chịu. Ví dụ như bốn hãng khác nhau, em thấy độ cứng 30 là 30 khác nhau luôn à. Nó không có giống nhau, nên là giờ em cũng chịu. Nên mọi người thông cảm nha. Đấy là em dành ít phút để nói thẳng như thế cho mọi người biết. Đây, xong cây số 680.000 rồi nhá. Đây, cây số 7 dài 2m7 đây. Đây, cũng kiểu súp đây. Coi như bốn cái khoang này hư hết nha mọi người, còn đầu bu bát Fuji, đầu bu Fuji và cái phôi cần này thôi. Về mọi người tự thay khoang hay sửa gì đó tùy mọi người. Đây. Mình cũng uống thử cho mọi người xem. Đó. Ok. Một lóng, hai lóng, ba lóng. Đây, dài 2m7, thu vào là 1m02, đọt là 2,7 ly, cân nặng là 180g nha mọi người. Cái này cái số 7. Số 7, 80.000. Số 7, 80.000. Số 8
là một cái cặn Shimano. Shimano cây này 24 nha mọi người. Bát Fuji này, đầu bu Fuji này, khoang này hư hết nha mọi người, khoang này hư hết, về mọi người thay khoang nhé. Đây đọt của nó, ok, một lóng, hai lóng, ba lóng nha mọi người. Bát Fuji cái này để bể cái gì không tục uống đây. Cần này dài 2m4, khu vào là 88cm, đọt là 2,2 ly, cân nặng là 180g. Cây này cây số 8. Số 8 80.000. Số 8 80.000 nha mọi người. Đây. Số 9 cũng là một cây cần súp. Đây, cũng coi như hư hết khoang nha mọi người. Coi như hư hết khoang. Còn đầu bu bát với lại thôi cần thôi. Đây. Đây, đúng cho mọi người xem. Ok. Một lóng, hai lóng, ba lóng. Đây. Bát Fuji. Cái cần này dài 2m4. 2m4 thu vào là 93cm, đọt là 2,8 ly, cân nặng là 180g, cân nặng là 180g nha mọi người. Cây này cây số số 9. Số 9 80.000. Số 10 là một cây cần tay. Cần này cần tay mà người ta chế thành cần ISO nha mọi người. Cần tay nhưng mà chế thành cần ISO này. Dài 2m4, thu vào 95cm, đọt là 1,1 ly, cân nặng là 110g nhé. Đây, cần tay nhưng mà người ta chế thành cần ISO nhé. Thì bây giờ là mình coi như cây cần này là cần tay thôi. Còn chế chiếc gì đó thì về mọi người tự động chế lại hoặc bỏ khoang đi thành cần tay nhé. Đấy, đầu bu nó vẫn còn ngon nè. Đầu bu này, các cái khoang này vẫn còn này, các cái khoang này mình thấy vẫn còn này, ok, chỉ có một cái nứt, hai cái nứt, ba cái nứt, đấy, thì mọi người về có thể sửa hay gì đó tùy mọi người, nhưng mà mình bán chỉ lấy cái là coi như đây là cái cần tay thôi nha mọi người, đấy, một lóng, hai lóng, ba lóng thôi nha mọi người, đây ba lóng, ok, bát FK FS5 này, cây này cây số 10, số 10 60.000. Số 10 60.000 nha mọi người. Số 11. Số 11 là một cái cần tay máy phụ cần Ikeda gì đây. Đây. Ôi chết cha rồi. Rớt ra đâm xuống cái gãy tiếp cái đọt rồi. Này, gãy cái đọt rồi nha mọi người, bứt ra luôn. Này. Mình để vào đây mình dán vào cho mọi người về có lấy khoan rồi gì thay thay luôn nhé. Đây. Đây. Ikeda nha mọi người. Đấy, Ikeda. Đọt của nó còn nãy đây. Nó bứt ra khoảng cỡ độ 10 phân. Đây để mình coi cái thông số của nó. Thông số của nó thì dài 1m55 này bứt ra 10 phân rồi còn 1m45. Đấy, thu vào là 86cm, đọt là 0,6 ly, cân nặng là 80g. Đấy. Rất là có lỗi với mọi người. Cái cần đang một ngon với cái làm gãy mất cái phần đọt đây nè nhé. Mình sẽ dán luôn cái đọt ở đây để về cho mọi người lấy cái khoan. Mọi người có thay hoặc là mọi người làm một cái đọt khác thì mọi người nối đọt. Tại vì Ikeda thì nó luôn luôn là nó thường là hai đọt tháp nó nối đọt chỗ này nha mọi người. Thường là hai đọt tháp người ta nối thêm, nối dài đọt chỗ này. Đây mọi người về thay hay cột thêm thì nó tùy mọi người nhé. Đấy. Bát Fuji FS6 này, Fuji FS6. Cây này cây số số 11. Số 11. 70.000. Số 11 70.000 nha mọi người. Đấy. Sorry rất là nhiều.
Đấy. Số 12. Số 12 tiếp tục cây Ikeda. Đây. Ikeda nha mọi người. Ikeda. Cái này thì mình thấy cái độc đó. Cái độc nó cũng bị gãi một tí rồi nha mọi người. Cái độc nó cũng bị gãi một tí rồi. Đây. Ok. Đấy. Cái này thì dài, cái này cái Ikeda Olympic luôn nha mọi người. Olympic luôn. Đấy. Cái này khoan bát còn ok, bát Fuji FX6 này. Cần này dài 1m75, thu vào 98 cm, độc là 1,1 ly, cân nặng là 140 g. Cái này cây số 12 đúng không ta? 12. Rồi. Số 12. 12. 160.000. Số 12 160.000 nhé. Mười ba là một cây cần hai khúc là mình thấy cũng là lạ, nó khoan, nó khác nhau thế này, không biết là có đúng của nó không, nhưng mà mình thấy cắm vào được, cắm vào ngon cơm luôn, cắm vào ngon cơm nha mọi người. Đây, màu sắc tương đồng. Đây, nó bị gãy một đoạn đầu bu trên này, hiện tại nó còn ba cái khoan, một khoan, hai khoan và một cái khoan cái, vẫn xài ok. Đây, đọt rất là năng nhé. Đấy, ok. Cái này thì hiện tại mình đo ra là dài 1m6 này, thu vào 95 cm, độc là 3 ly, cân nặng là 120 g. Cái này cây số 13. 13. 50.000. 13 50.000. Ok. 50.000. Cái này á theo mình, nếu mà mình nói thì cái này về nấu thêm cái độc mảnh, nấu thêm cái độc làm cần cô tôm là thích lắm, nấu thêm xí độc làm cần cô tôm, nấu thêm xí độc gắn cái đầu bu vào làm cần cô tôm nha mọi người. Đấy, số 13 50. Số 14 là một cây cần ISO. Cái cần ISO này thì nó bị đầu bu, nó bị gãy một đoạn đọt này. Đây, này nó xuống đây rồi, người ta thay cái đầu bu khác nhé. Người ta thay cái đầu bu khác rồi. Đây, còn các cái khoan trung gian này đó thì mình thấy nó còn đẹp ok à. Khoan trung gian này này còn đẹp ok cả. Mọi người về chỉ việc là đầu bu này còn, mọi người mà thích thì sử dụng, còn không thích thì thay cái đầu bu khác và thêm khoảng cỡ hai cái khoan, thêm khoảng cỡ hai khoan vào đây nữa, hai khoan vào đây nữa là đẹp nhé. Đây, đúng đọc cho mình xem. Đây. Ok. Một lóng, hai lóng, ba, bốn, năm, sáu lóng nha mọi người. Sáu lóng. Đây là bát Fuji FX7 nhé. Làm có khuyên gì đây chỗ này. Cái này cần này hiện tại vẫn dài 4,5 m này. Đấy, đúng ra cái cần này dài 4,8 m, nhưng mà nó gãy khoảng 30 phân đầu mà. Nó còn 4,5 m. Thu vào của nó là 93 cm, đọt là hiện giờ là 2,4 ly, cân nặng là 320 g nhé mọi người. 320 g. Cái này cây số 14. 14. 101. 14, 101. Cây này là của Daiwa nha mọi người. Cây này của Daiwa nhé. Đây. Số 15 là một cây cần, cần này Olympic phải không ta? Đúng rồi, cái cần này cần Olympic ISO khoan nhỏ nha mọi người, ISO khoan nhỏ. Các cái dàn khoan chỗ này mình thấy còn ok này. Đấy, khoan còn ok nha mọi người. Khoan Fuji ok hết chứ.
đấy, nó bị dơ bẩn bẩn thế này thôi, về rửa ra nó sạch rồi. Đấy, đúng rồi, cây cần này thì nó bị gãy một tí, gãy một đoạn đọt trên này nhá, gãy một đoạn đọt trên này. Đây, đầu bu thì cái đoạn trung gian này giờ vẫn còn đủ này, về người thay cái đầu bu vào, thay cái đầu bu khác vào nhé. Ok, uống cái đọt cho mọi người xem cái đọt nó ngắn xuống như thế này thì uống nó được như thế nào. Đây. Ok. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng nha mọi người, bốn lóng, năm lóng nhé, năm lóng. Sáu lóng. Đây. Bát Fuji FS6 nha. Rồi. Cái cần này à, ồ cái cần này đúng của nó là 36 luôn, nó gãy tới 50 phân độc luôn mọi người, 50 phân độc. Thì hiện tại nó chỉ dài là 3m1. Thu vào là 70 cm, đọt là 1,8 ly, cân nặng là 140 g, cân nặng 140 g nhé. Cái này cây số 15 90.000, không 15, 80.000 thôi, 80.000 nha mọi người. Số 16 là một cây cần tay máy phụ. Đây, nguyên bản của nó là đọt số 1 này, dài 3m9 này. Đấy. Daiwa này. Bát này, Fuji FS6 này, mình để xem thử cái cần này. À, cái cần này cũng còn dài nguyên và 3m9 luôn. Ồ, nó bị gãy một tí đầu bu. Gãy một tí đầu bu rồi nha mọi người. Đây. Hoặc là cái đọt này đã bị người ta thay thì tùy, nhưng mà đọt rất là ngon nha mọi người. Đây. Một lóng, hai lóng. Ồ, gì đây ta? Rồi, cắn mấy cái phèn. Hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng. Thì cây cần này á có một số khoang nó hư, thì khoảng cỡ là hai ba cái khoang gì đấy nó hư, thì mình coi như là hư hết khoang luôn. Đây, mình coi như hư hết khoang luôn. Ví dụ như khoang chỗ này nè, khoang nhà này đúng ra là người ta cũng còn một cái khoang nhỏ nhỏ như trong này đây, nhưng mà người ta chơi lớn luôn, chơi cái khoang lớn này luôn. Đây, nó dắt ở đây chứ bình thường là nó lút vào trong này luôn nha mọi người. Đấy, thì mình coi như là hư hết khoang luôn, còn cái phôi với cái bát cho mọi người thôi nhá. Dài 3m9 nè, thu vào 97 cm, đọt là không, đọt là 1 ly á, đọt là 1 ly, cân nặng là 210 g. Cái này cái số 16 80.000 16 80.000 nha mọi người. Số 17 là cây cần này, nhìn cái khoang này giống kiểu ISO khoang lớn đó mọi người. Đây, mắc đầu bu rồi, mắc một cơ số khoang trung gian rồi. Đây, coi như mình bán cái cần này là bán cái phôi, cái bát cho mọi người về tự thay khoang nhé, thêm khoang đồ vào nhé. Cần này cứng lắm mọi người, này nhìn này, độ cứng này, đấy, nếu đúng mà để thẳng này nè, độ cứng của nó đây, cứng rất là năng rồi nha mọi người. Mình mà bung nữa dễ gãi lắm. Đây, mình nhích ra thôi. Ok, một lóng, hai lóng, ba lóng nhá, ba lóng. Đấy, còn hai cái khoang Fuji lớn còn đẹp nữa này. Đấy, chỗ này là dơ nó bẩn nha mọi người, về vệ sinh rửa nó sạch đi. Bát Fuji FS7, cần này hiện tại dài 3m, thu vào là 1m09, đọt là 3 ly, cân nặng là 260 g. Cái này cái số 17 80.000 17 80.000 nha mọi người. Tám tiếp tục là một cái cần ISO bát FK FS6. Đấy,
cái cần này thì nó cũng bị gãy một tí đột rồi, đúng ra nó dài 36 mình giờ nó chỉ gãy còn 3,5 mét thôi đấy, cái đột này gãy một tí rồi nha mọi người đây, nhưng mà vẫn không sao đây, vẫn còn ngon ăn đây. Một lóng này, hai lóng này, ba lóng này, bốn lóng này, năm lóng này, sáu lóng nha mọi người, sáu lóng. Thì mình nói như thế này, cái lóng thứ năm này này hình như nó có bị nứt rồi, nứt nè, đây, nứt rạn như thế này. Còn khoan thì mình không tính rồi mọi người, khoan thì mình coi như là nó hỏng ấy rồi. Đấy, về mọi người tự sửa chữa rồi thay thế hoặc là làm phụ tùng cho những cái cần khác thì tùy mọi người nhé. Đấy, dài 3,5 mét, thu vào là 81 cm, đột là 1 ly, cân nặng là 210 g. Cái này cái số 18. 18 đúng không ta? 18. 50.000. 18 50.000 nha mọi người. Rồi, tiếp theo là số 19. Số 19 là một cái cần 3 khúc. 3 khúc này của Olympic nha mọi người, 3 khúc của Olympic. Đây, dài 3 m nè. Thì mình cũng nói luôn là cái đầu bu này, đầu bu nó mắc đá rồi nè. Nó còn cái khoang này, còn cái khoang cái này. Đấy. Và nó hư cái này. Nó hư một khoang, khoang ở giữa nha mọi người, có 3 khoang thì nó hư một cái khoang ở giữa và hư cái đầu bu. Đấy. Nói luôn. Bass Fuji FX7. Ok, dài 3 m. Rồi mình sẽ uống thử cái đọt cho mọi người xem. Đọt này cũng khá là năng đây. Đây. Ok. Đấy, cái độ bung nó cứng khừ luôn à. Rồi, cần này dài 3 m, thu vào là 1,08 m. Đọt là 3 ly, cân nặng là 360 g. 360 g nha mọi người. Cây này cây số 19. 19. 140.000. 19 140.000 nha mọi người. Đấy. Số 20. 20 là một cây cần Olympic, cây cần 3 khúc Olympic. Thì cây cần này nó thật là cái đọt nó bị gãy, cái đọt nó cũng bị gãy khoảng cỡ đâu là 15 phân, 15 phân nha mọi người. Cái đọt khoảng gãy khoảng cỡ 15 phân ấy. Ok, 15 đến 20 phân luôn đó chứ phải. Đấy, gãy một đoạn 15 phân. Thì đây, mình vẫn uống cái đọt cho mọi người xem. Đây, vẫn còn khoang nha mọi người. Nhưng mà, này, một cái khoang này nó hư, coi như hư hết khoang luôn. Đấy, nói chung là mình coi như cái cần này hư hết khoang luôn. Đọt nó bị gãy 10 phân, 15 phân gì đấy. Đấy. Ok. Đó, tức là mình bán cái phôi cần này cho mọi người với lại cái bát này FK, FX6 này. Đấy, ok. Uống cái đọt thử cho mọi người xem nhé. Đây. Đấy, không dám vô nữa sợ bứt. Đấy. Ok. Cái này dài hiện tại là 2,3 m này, thu vào là 88 cm, đọt là 2 ly, cân nặng là 180 g. Giá cũ là 130.000 nha. Rồi, ok. Cái này cây số 20. Số 20 nha mọi người. 20. 20. Cây này 70.000. 20, 70.000. Đấy. Ok. Tiếp theo số 21. 21 là một cây cần ISO. Thì cây cần này nói thật là nó cũng bị mắc khoang đồ khá là nhiều rồi. Bát Fuji FX6 này. Đấy, cây cần này của nó là đúng là dài 4,5 m, nhưng mà hiện tại là nó bị gãy cái đầu bu khoảng cỡ 20 phân rồi. Hoặc là người ta cũng thay luôn cái đầu khác rồi nha mọi người. Đấy. Đấy, đọt thủy tinh đây nè. Ok, cũng rất là tốt nhé. Dàn khoang này thì dàn khoang này mình coi như hư hết nha mọi người. Đây, còn hai cái khoang này nhưng mà mình coi như hư hết. Về mọi người tự thay nhé.
người ta cũng đã thay khoan rồi, nhưng mà thay thác rất là xấu nha mọi người. Người ta thay cái sợi dây đồng này vào đây nhưng mà rất là xấu, nên mọi người về thay cái khoan khác nhé. Đấy, mình bán cho người phôi cần với lại cái bát thôi nhá. Ok, một lóng này, hai lóng này, ba lóng này, bốn lóng, năm lóng này. Đấy, nó có năm lóng tất cả. Hiện tại là nó dài 4m3, thu vào là 90cm, đột là 0,85 ly, cân nặng là 240g. Đây này, cây số 21. 21 80.000. 80.000. Cây này của hãng Ryobi nha mọi người, Ryobi. Hai mươi hai là một cây cần này, cần này ISO khoan lớn, bát Fuji FS6 nha, Fuji FS6. Đây, cây này á thì nó bị này, cây này nó bị gãy cái đầu bu ngay chỗ này, nên mình cột luôn ở đây nha mọi người. Đầu bu đây, cái đầu bu của nó còn đây nè, nó bị gãy ngay chỗ này, nên là mình cột luôn cái đầu bu vào đây luôn cho mọi người nhé. Về mọi người thay vào nhé, về mọi người thay vào. Chứ còn độ dài thì nó còn nguyên bản, nó chỉ bị gãy cái đầu bu ra thôi, thì mọi người về thay vào nhé. Đấy, khoan nó còn ok này, khoan Fuji còn ok luôn, nhưng mà mình chơi lớn luôn, coi bán phôi cho mọi người thôi, bán phôi cần với bát thôi, còn lại còn nguyên bộ đây, mọi người về sử dụng luôn. Đấy, thay gắn cái đầu bu lại cái là xài thôi. Đấy, ok, uống này. Đấy, Fuji FS6, cần này thì bị mất cái nắp chân cần nha mọi người, nó bị mất cái nắp bằng chân cần, nên là mình phải dán keo lại cho nó lồi cái ống phía trong ra. Đấy, mọi người về đấy. Cái này rất là đơn giản, mọi người về lấy miếng su mọi người đắp lên, dán lại là được. Dài 3m, thu vào là 1m09, đột là 1,8 ly, cân nặng 160g. Cái này cái số 22. 22 90.000. Đấy, 22 90.000. Cái cây này mình nhìn cái chất của nó giống carbon ghê rồi. Đây, cây này Alpha Tac nha mọi người. Alpha Tac. Đây, 3 máy Korea xuất Nhật nha mọi người. Tiếp theo là một cây cần NFT 2m4. 2m4 3 lóng. Cần này ISO. Ủa? Cái cần này là cần ISO nha mọi người. ISO. Này, ISO. ISO khoan nhỏ, nó cũng bị gãi một đoạn đọt rồi, gãi khoảng 10 phân đọt nhé. Mình coi như các khoan này hư hết đi cho mọi người dễ mua. Đấy, khoan thì nó vẫn còn nguyên đây, nó bị gãi khoảng 10 phân đọt, thì cái đọt đây này nó bị gãi thôi. Đấy, còn lại là mấy cái khoan dưới này còn ok nhé, mấy khoan dưới này còn ok. Đấy, một lóng, hai lóng, ba lóng này, ba lóng ok. Mình cũng coi như là khoan hư hết, mọi người về thay cái đầu bu vào đây là xài được nhé. Nhưng mà mình coi như là khoan hư hết. Đây, bát Fuji FS6. Này, cần dài 2m4 mà giờ còn 2m3. Thu vào là 94cm, đọt là 1,1 ly, cân nặng là 80g. Cây này cây số 23. 23 70.000. 23 70.000. Số 24 là một cây cần ISO Olympic 2m1. Đây, ISO Olympic 2m1. Đây, cây cần này thì nó bị mất cái đầu bu nha mọi người. Đấy, khoan thì có một cái khoan này nó hư, nhưng mà mình cũng coi như là hư hết dàn khoan đi. Về mọi người thay giữ cái nào đó thì tùy mọi người nhé. Đây, khoan thì mấy cái này còn ok nhé, thay giữ gì tùy mọi người. Ok. Đấy, nếu mọi người không thích cần dùng cần ISO thì bỏ hết khoan ra, làm cần tay hoặc là cần tay máy phụ gì đó tùy mọi người nhé. Đây,
Fuji FX5 nha mọi người. Cần này dài 2m1, thu vào là 83cm, độc là 1,8 ly, cân nặng là 110g nhé, cân nặng 110g. Cây này cây số 24, 70.000. Số 25, 25 là một cây cần chế một khúc nha mọi người, chế một khúc đọt của nó này. Đây, đây có đầu bu, còn hai cái khoang trung gian này thì mình coi như hư rồi. Đây về mọi người cột thêm cái bát nhỏ nhỏ vô đây nữa, đi cao đi giật gì đó tùy mọi người nhé. Đây, dài 1m14, cắt đọt là 2,6 ly, cân nặng 60g. Cây này cây số 25, 20.000, 25 20.000 nhé. Đấy, chế nha mọi người. Hai mươi sáu là một cây cần tay chế thành một cây cần ISO hay cần tay trợ máy gì đó. Đây, cột cái bát Fuji FX7 này rất là xịn sò luôn. Đây, đọt của nó đây. Đấy, cần này cần tay mà đem chế nha mọi người, cần tay lóng ngắn mà đem chế nha. Đấy, đấy mình bán giờ bán coi như là phôi cho mọi người thôi. Phôi thì có những cái chỗ người ta gắn khoan vào rồi nó tróc tróc như thế này, nhưng mà không sao nhá. Đấy, cái cần này hiện tại dài 4m2 này, thu vào là 59cm, độc là 1,3 ly, cân nặng là 220g. Cái này số 26, 26 30.000. đấy, 30.000, nó thật 30.000 mọi người. Về lấy cái bát này là dư sức 30.000 rồi đấy nha mọi người. Ok, hai mươi bảy là một cây cần hai khúc Shimano. Đấy, nó cái đọt nó cũng bị gãy một đoạn rồi mọi người, đọt nó bị gãy một đoạn rồi. Đây, bán cái cần này về cho mọi người tự xử. Là cái cần này hiện tại dài 1m5 này, thu vào là 80cm, đọt là 2,1 ly, cân nặng là 210g. Đấy, cái cần này thường người ta cái cần máy nằm. Đấy, thường cần máy nằm nhé. Về mọi người chế, mọi người ưng làm thành cần tay hay cần gì tùy mọi người nhé. Đây, bán cho mọi người cái phôi với để cái bát này thôi, phôi với cái tay bát này thôi. Hoặc có thể về mọi người chế là mọi người tháo luôn cái này ra, lấy cái gốc nhé. Đây, đúng cái này về mọi người nại ra này, mọi người lấy cái tay cầm này góc này gắn vào cho cái cần khác tùy mọi người nhé. Đang bị cứng phải rút kia ra. Ok, cái này cây số 27, 27 30.000, 27 30.000 nha mọi người. Tám là một cây cần đây, ba lớp xốp hay cái gì của mấy anh hay gọi đây. Cần này hai khúc nha mọi người, cần này thì hai khúc, nãy còn một cái khoan cái vô này thôi, mình coi như mắc khoan rồi. Này, còn cái đọt của nó lên tới đây, đọt của nó hình như nó cũng bị gãy một đoạn nha mọi người, một đoạn tí thôi, nhưng mà đây rất là ngon nhé. Đây, cây cần này là chất liệu là carbon luôn nha mọi người, cây cần này chất liệu carbon nha mọi người. Đấy, cần này đây. Ok, cần này chất liệu carbon luôn. Đây, carbon luôn. Đây, đọt nhỏ mà cứng này. Đấy, cứng ngắt luôn. Ok, đây, cây này thì dài đang là 1m75. 1m75 thì theo mình nghĩ là đây, đúng rồi, nó gãy khoảng cỡ 5 phân đọt nha mọi người, 5 phân đọt. Thu vào là 95cm, đọt là 1,8 ly, cân nặng là 110g.
Đây là cây số 28. 28 90. 28 90 nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video hôm nay của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng là 0786555599. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Đấy, mình ở Đà Nẵng nhưng mà hiện giờ đang dịch nên là anh em ở Đà Nẵng muốn mua hàng thì cũng không cần phải tới nhà, thì tới nhà mình cũng không tiếp nha mọi người. Không dám tiếp. Đấy. Và mọi người mua hàng thì đơn hàng thì 200 ngàn trở lên thì mình mới gửi nha mọi người. Và mọi người trước khi nhận hàng và kiểm tra hàng cẩn thận giúp mình xem có đúng hàng như mình đã giới thiệu trên video hay không, hoặc là có bị bẻ vỡ gãy nứt gì trong quá trình vận chuyển hay không nha mọi người. Có gì thì báo cho bên mình để phối hợp giải quyết nha. Còn mình sẽ không giải quyết những trường hợp mà nhận hàng mà không chịu xem hàng rồi sau đó rồi cứ báo cho mình bị này bị kia nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.